Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục Chuyện dài kỳ trên kênh youtube Chị Dậu. Tôi Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Trong lòng son được viết bởi tác giả Diễm My. tôi Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 6 của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết thú vị và hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Sau khi lắng nghe, nếu như quý vị yêu mến giọng đọc của Tú Quỳnh thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tú Quỳnh bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện Trong lòng son, được viết bởi tác giả Diễm Bi. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thoải mái. Khi tôi nói xong Thì cánh tay đang nới lỏng của Lương hoàn toàn buông thỏng Sau đó cười nhạt rồi bỏ đi trước Còn lại một mình tôi Tựa người giàu bức tường Sao tôi thấy lòng mình nặng quá Một chất lỏng không màu lặng lẽ chảy vào khoang miệng Thứ ấy không màu Nhưng gì lại mặn chát Đắng ngắt Đêm đó khi tôi về nhà Thì Phú đã không ở nhà Không biết lại đi đâu Tôi tẩy trang sạch sẽ rồi đi tắm rửa dưỡng da Thất tần tật đủ bước Để có thân hình đẹp Và làn da trắng hồng hào Xong xuôi mới trèo lên giường nằm ngủ Vì có uống rượu Nên tôi nhanh chóng tìm vào chất ngủ Đang mơ mơ màng màng Thấy bản thân đoạt giải thưởng gì đấy Chuẩn bị đưa tay nhận cướp Thì bị ai đó sốc dậy Giật mình chới giới Có chuyện gì thế Còn chưa được biết là chuyện gì Thì bên má nhận lãnh nguyên cái tác cùng với sự trách vấn của phú đêm qua mày đã đi đâu tại sao không báo cáo với tao hắn ta còn hung hăng túm lấy cổ áo ngủ của tôi mà hỏi tới tấp tôi cũng hơi nhột nhưng vẫn đáp mọi người mời tôi đi ăn chứ tôi có thể đi đâu chứ đi ăn sao mày đi ăn với ai với thằng chó đó có phải không nói xong phú mở đèn lên Giờ lấy cái điện thoại vào Facebook Hiện ra bài viết của Tuyết Lan đã đăng Một bữa tối tuyệt vời Trong bài viết là hình ảnh chúng tôi tự sướng với nhau Lúc mới vào và Luân chưa có đến Nhưng không biết Tuyết Lan và Luân Chụp cùng nhau hồi nào mà cô ấy Lại đăng thêm mấy tấm ảnh có cả Luân Dưới bức ảnh còn ghi rõ Anh trai mình Tôi dội dàng giải thích Nhưng Phú không nghe Hắn như còn thú bị thương mà gầm lên rồi xông vào đánh tôi tới thấp. Có phải vì có men rượu tiếp thêm sức mạnh mà tôi chống cự, dùng chân đạp mạnh vào người của Phú? Dựa hay thế nào mà trúng vào hạ bộ của hắn, khiến hắn đau nên kêu oi oi? Còn khốn, mày dám, mày dám sao? Lúc ấy tôi vừa buồn đổ mà nói. Anh thôi đi, tôi cũng phải có bạn bè, phải giao du giao thiệp với người ta chứ có phải tôi và anh ta đi chơi riêng với nhau bị anh phát hiện trai trên gái dưới đâu mà anh đánh tôi anh tưởng mình đàng hoàng lắm sao anh vừa đi đâu mà giờ này mới về đến nhà trên người còn có mùi nước hoa nữ anh đi đâu anh nói đi tao đi đâu mặc xác tao nhưng mày thì khác mày và thằng khốn đó tôi cắt lời phú tôi và anh ta thế nào có làm gì bậy bạ hay khuất tất gì chưa Mạnh lên cơn tôi đã giải thích anh ta là anh họ của tuyết lan tình cờ gặp ở đó giả lại nếu như tôi dặn ta có gì thì tôi có ngu mà chụp ảnh cùng anh ta để bị anh phát hiện hay không tôi dám vỗ ngực mà nói hà mi tôi chưa từng làm gì có lỗi danh còn anh chuyện xấu anh làm tôi có thể in thành sách đó phụ tức tới mức không nói thành lời trong cơn điền anh ta chụp lấy bình hoa ném về phía tôi dù tôi đã né tránh, nhưng cả cái bình hoa thủy tinh đập thẳng vào trán tôi đau điếng. Tôi theo quán tính, chụp tay vào chỗ đau, thì trong phút chốc, cả bàn tay ướt đẫm màu đỏ máu. Thấy tôi như thế, nhiều phú không hề lay động, còn lao về chỗ tôi giật mạnh. Bóp cổ tôi bằng hết sức lực của một người đàn ông, mang danh nghĩa là chồng, là người đầu ấp tay gối với tôi. Giây phút đó, sự chịu đựng của tôi bao nhiêu năm qua dường như đã dở tung thành tro bụi. Bởi vì người mà ngày ngày tôi hầu hạ, sẵn sàng giết chết tôi bất cứ lúc nào anh ta muốn. Khi ấy, di Trúc tung cửa vào lôi phú ra, chật vật lắm mới đẩy được hắn ra khỏi người tôi, rồi đỡ tôi ngồi dậy, tức tốc đưa tôi đến bệnh viện. Còn phú, anh ta vẫn đứng chờ ra đó, không hề có ý đi cùng với tôi, không hề quan tâm lo lắng vết thương nông sâu mà trừng mắt gào lên bảo tôi chết luôn đi cũng được đến bệnh viện bác sĩ lập tức kiểm tra vết thương và khâu cho tôi mấy mũi bác sĩ luôn miệng hỏi đau lắm sao cháu bác có tìm thuốc tây rồi đó tôi lắc đầu dạ không bác cứ làm đi thấy cháu cứ chảy nước mắt nên sợ cháu đau nếu đau quá thì bảo bác nhé Dạ Chắc là dì Trúc gọi Nên khi tôi khâu xong Đẩy ra ngoài Thì con Thư có ở đó với cả dì Trúc Cả hai người lo lắng Dồn dã hỏi hàng bác sĩ Rằng tôi thế nào Bác sĩ nói vết thương cũng khá sâu Và có thể sẽ để lại sẹo Cần phải kiên cử những thực phẩm gây lùi thịt Sau khi vết thương kéo da non Thì sẽ đưa thuốc cho tôi bôi Nhưng có lẽ là không thể trở về hiện trạng như ban đầu chỉ có thể can thiệp thẩm mỹ về phòng nằm con thư có nói không ngớt lời chửi phú còn tôi với trái tim lạnh lẽo và chằng chịt vết thương không còn gì để nói có lẽ duyên nợ của tôi gặp phú thực sự đã kết thúc mày nói gì đi chứ thư tờ giấy tao nhờ mày giữ mày vẫn có cẩn thận chứ tao vẫn giữ kỹ sao thế thông suốt rồi phải không bây giờ mày về nhà in ra cho tao một bản phụ sau đó liên hệ luật sư hà giúp tao đáng ra mày nên làm điều này sớm hơn chứ mi tôi thở dài ra bây giờ mới thực sự đến lúc chuyện này ba phần thắng bảy phần thua bây giờ tao muốn trao đổi trực tiếp với luật sư hà được rồi mọi chuyện cứ giao cho tao lo thưa Cảm ơn mày nha Con Thư đi về trước Chị Trúc cũng đã đem lên một phần cháo vừa mua Và cũng nghe được cuộc nói chuyện của tôi và Thư Dì ấy hỏi Bộ cô định ly dị cậu Phú thật hả? Dì cũng thấy anh ta đối xử với cháu thế nào mà Cháu thực sự không chịu đổi Không biết ngày nào chết trong tay anh ta Hôm nay nếu dì về quê Có khi cháu cũng chẳng còn mạng nữa Di Trúc thở dài thường thược đáp Nhưng mà cậu ấy có thế lực Lỡ như cậu ấy không chịu ly hôn thì sao Rồi uy hiếp nhà cô Triệt đường sống nhà cô Thì phải tính thế nào đây Cô phải nghĩ cho kỹ Nếu không là không được đâu Cháu biết Nên từ lâu cũng đã chuẩn bị Nhưng dù chuẩn bị Trong lòng cũng không muốn ngày này xảy ra Dì biết không Cháu từng nằm mơ thấy Cháu sinh cho anh ta một đứa con gái bụ bẩm giống anh ta như đúc anh ta rất vui rất thương con và yêu vợ cuộc sống ngọt ngào hạnh phúc nhưng hóa ra giấc mơ thì vẫn mãi chỉ là giấc mơ thôi bản tính vũ vô thì muôn đời cũng không thể thay đổi cô ăn học nhiều nắm rõ luật lệ hơn tôi tôi chỉ dám khuyên cô nên cẩn thận và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng dù cho cậu phú có sai rành rành ra đó thì ba mẹ cậu ấy dẫn bên dược con trai mình. Nhà họ giàu có lại có quyền được, quen biết rộng rãi. Tôi lo cô không đấu lại họ rồi làm khổ mình, khổ cả gia đình của Mi à. Cháu hiểu chứ, nhưng mà cũng không thể chịu đựng mãi được. Cháu mà chết thì hắn cũng chẳng đói hoài đến nhà cháu nữa. Thế định phải chiến đấu thử một lần gì à? Vậy thì tôi chúc cô thành công. Thôi, Cô cố ăn chút cháo đi cho lại sức. Khổ, cứ dằm bà hôm, lại phải ăn đòn. Tôi cố ăn hết cả hộp cháo thịt bằm mà Di Trúc mua. Mình mà không ăn nữa thì sức đâu mà chiến lại cả nhà của Phú. Bình minh lên, tôi cũng đã gọi điện nói rõ cho ba chồng biết tình hình và thông báo mình không đến được. Ông có vẻ rất giận Phú và khuyên tôi nghỉ ngơi. Tăng làm, ông sẽ ghé thăm tôi dâng dạ rồi tắt máy đến tầm gần 10 giờ thì con thư đi vào cùng với luật sư Hạ. tôi ngồi dậy để nói chuyện thì có một bóng dáng cao lớn xuất hiện phía sau thấy thành lương tôi ngơ ngác nhìn con thư nó nói vô tình gặp anh lương hôm mày bị ốm anh ấy đến thăm mà cũng trùng hợp luật sư hà chính là luật sư bảo vệ cho anh lương tại việt nam đó đúng là có duyên thật đó duyên đâu không thấy Thế toàn là nợ. Cũng vì gặp Lương mà tôi phải ăn trọn cái bình hoa của Phú. Còn thư tấm tiệm nói. Sáng nay anh Lương vì cho thằng khốn nạn đó một trận bầm cả hai mắt. Mẻ tay nó ngược ra sâu, làm nó keo như heo chọc tiết. Giờ này chắc đang ở bệnh viện nào đó rồi. Sao lại như thế? Có chuyện gì? đang thành Lương dừng cách ăn nói ngang ngược không lý lẽ ấy. Thích đánh thì đánh. Hoa hậu vẫn còn sót chồng nữa sao Lần nào ở trước con người ngang ngược Và không theo một lý lẽ nào Tôi cũng có phần lúng túng Nhưng cũng nhanh miệng mà hỏi ngược lại anh Có sót hay không Tôi có cần phải báo cáo với anh không ạ à? Đa Đã hỏi đến như thế Nhưng Đặng Thành Luân trở nên mặt dày từ lúc nào Gợt đầu luôn cái sụp Nếu mà hoa hậu tâm sự Tôi đây sẵn sàng nghe Tôi cứng họng quay sang đuổi khéo Tôi không sao, cảm ơn anh đã đến đây Bây giờ tôi có chút việc muốn bàn riêng với luật sư Hà Mọi người cứ tự nhiên, không cần quan tâm tôi đâu Nói xong, có người không hiểu hay cố tình không hiểu Mà ngồi xuống cái ghế kìa thản nhiên bấm điện thoại Trong ánh nhìn bất lực của tôi Tôi khều khều con thư Hất mắt Ý bảo nó làm sao Để Đăng Thành Lương đi về nhưng từ khi nào mà bạn thân của tôi Trợ lý riêng của tôi Lại không còn nghe tôi nữa Quay sang nói với luật sư Hạ Như em đã nói với anh lúc nãy đó Hà mi muốn ly hôn Khi con thư vừa nói xong Tôi cũng nhìn thấy bàn tay đang bấm điện thoại Của đặng Thành Luân Ngừng lại mấy giây Bên này luật sư Hà hỏi con thư Em có đem giấy tờ đến đây không? Dạ có Bản photo đây anh à sau đó Đăng Thành Luân vẫn tiếp tục thao tác của mình không hề quan tâm những lời mà con thư vừa nói. Mới vì hôm qua tôi còn mạnh mồm mạnh miệng khẳng định với Thành Luân vợ chồng đang hạnh phúc. Hôm nay lại để anh ấy biết tôi muốn ly hôn thì có khác nào tự giá vào mặt mình đâu chứ. Thật là để ông trời cũng không thương tôi. Anh Luân, anh có thể ra ngoài một chút được không? Khi bị yêu cầu như thế, một người bình thường sẽ lập tức đứng dậy và đi ngay. Nhưng mà Đặng Thành Luân hình như mất luôn dây thần kinh tự trọng. Đã bị đuổi khéo đến như thế mà vẫn trơ như tượng. Cố tình không nghe tôi nói. Tôi có hơi bực bội một chút. Anh Luân, anh có nghe tôi nói gì không thế? Đặng Thành Luân! Còn thư thấy thế thì giọt miệng nói tôi. Mày cứ kể anh ấy đi. Giả lại anh Luân quen biết rộng biết đâu giúp được mày thì sao Luật sư Hà Chúng ta trao đổi tiếp đi Theo anh Dựa vào những tờ giám định vết thương Và hình ảnh chúng tôi cung cấp Thì khả năng ly hôn thành công là bao nhiêu Với những bằng chứng này Thì cũng đủ để đệ đơn ly hôn Nhưng mà là với người bình thường Còn cậu Phú thì tốt nhất Hà Bi nên trao đổi với cậu ấy trước Đừng có tự ý đệ đơn Tính cậu Phú nóng nảy Và thấy hơn người việc trao đổi và thống nhất với nhau sẽ tốt hơn tôi đáp em biết và em cũng biết anh ta sẽ không đồng ý ly hôn em cũng muốn dùng những bằng chứng này để hâm dọa anh ta nếu không ly hôn em sẽ tung mọi chứng cứ lên mạng xã hội anh ta là một con người ưa sĩ diện nên không muốn ảnh hưởng tới hình ảnh của mình đâu có điều em vẫn cần anh hỗ trợ thêm về những điều luật để dễ dàng nói chuyện với anh ta sau khi được luật sư hà tư vấn khá lâu tôi cũng an tâm hơn tôi ủy quyền cho anh ấy làm mọi thủ tục chuẩn bị ly hôn với phố xong xuôi con thử tiễn luật sư hà ra về nhưng có người ngồi im một chỗ không rục rịch về theo tôi hỏi anh luân vẫn còn chuyện gì nữa sao lúc này đặng thành luân mới thông vong cất cái di động vào túi nhìn tôi bằng nụ cười có phần mỉa mai Hoa hậu nói chuyện lớn cớn quá Hôm trước thì giống giạc bảo mình hạnh phúc Hôm nay lại nhất định ly hôn Hoa hậu làm như thế Khiến tôi cứ mông lung Không biết khi nào hoa hậu nói thật Khi nào nói đùa đó Sao tôi cứ cảm thấy Trong mỗi lời nói của Thành Luân Đều có ẩn ý gì đó Dường như còn đang ám chỉ chuyện tôi không hối hận Vì đã chia tay với anh ấy Để lấy phố Hay là do tôi suy diễn quá nhiều Tôi hít một hơi rồi đáp lời luôn Cuộc sống Không ai lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra Nếu bà biết trước thì tôi đã không ở đây Hoa hậu nói chuyện tôi gây gắt quá Ghét tôi đến như vậy sao Tôi không ghét anh Không ghét Vậy là thương rồi Tôi, tôi không có Không có Thì là không có Tại sao phải ngập ngừng, mặt đỏ lên? Để tôi xem tiệm có đập nhanh hay không. Đè, anh bị điên rồi sao? Màu tránh ra đi. Tôi dỡ lấy cây gối, ném về phía Đặng Thành Luân. Bàn tay ấy dễ dàng chụp được. Mặt mũi cứ giang giang kiểu gì, không người gần tôi. Tôi quát. Anh muốn làm gì nữa đây? Đi về đi, tôi xin anh đó. Đặng Thành Luân bật cười ra tiếng rồi kéo cái ghế đến gần giường, thông thả ngồi xuống nói. Có gì mà phải sợ, tôi có ăn thịt em đâu. Nhưng anh ở đây, người khác sẽ hiểu lầm đó. Thì kệ chúng nó đi. Anh, anh nói chuyện có lý lẽ một chút được không? Để có ngang ngừa kiểu đó, ai mà nói lại chứ? Không nói lại thì đừng gân cổ lên cãi tôi nữa. Nằm xuống. Nhưng mà nằm xuống đặng thành luân vừa quát vì chính lại cái gối để đầu tôi nằm xuống rồi tự dưng bị anh ta quát tôi cứ như con thỏ đứng trước vị chú tể rừng xanh bị chú tể ra lệnh dù không thuận tình mấy cũng làm theo từ từ nằm xuống trong căn phòng dịch vụ cao cấp của bệnh viện có hai cái giường một của bệnh nhân một của người nhà tôi nằm bên này còn đặng thành luân thì ngồi ở dãy ghế tay thoát bấm điện thoại tuyệt nhiên không nói gì tôi là người của công chúng sợ nhất là bị chụp lén rồi đăng linh tinh lại thêm tôi còn chuẩn bị ly hôn với phú nếu như để hắn biết thành luôn bên cạnh tôi thì cũng sẽ bất lợi cho tôi hơn ấy thế mà con người kia càng đuổi thì càng trở nên chai lì ngồi y ở đó rồi cả con thư nữa đi tiễn luật sư hạ cứu gì mà mãi đến bây giờ vẫn chưa thấy Mãi một lúc lâu sau đó Con thư mới đem thân xác về đến phòng Vì lý do có chút chuyện cần giải quyết Đặng thành lương sau đó Cũng chịu đi về Còn nói khi rảnh sẽ đến thăm tôi Ôi mẹ ơi Xin anh ta đừng đến Lần nào gặp nhau tôi cũng có chuyện Chắc là ý trời không muốn chúng tôi gặp gỡ Người ta về rồi hoa hậu ơi Bị con thư treo tôi liền lườm nó mày đi đâu mà bây giờ mới giàu, tự dưng bỏ tao với anh ta ở đây kỳ muốn chết lỡ như phú hay ai đó bên nhà chồng tao giàu, thì họ nghĩ sao yên tâm đi bây giờ thằng khốn đó không có dám bén mạng đến đây đâu hồi sáng tao đang đi thì anh luân gọi hỏi mày bị gì tao nói mày bị thằng phú ném bình hoa bể đầu vì ghen hai người đi ăn với nhau sau đó thì anh luân đã cho thằng khốn nạn ấy một trận tơi bời luôn mày không ở đó sao mày biết ơ ờ, mày quên anh tao làm ở đó sao anh tao nói đánh vào mắt rồi quắp tay nó ra sâu nó là oai oái bà nó phải xin anh lương mới buông đó anh ta làm như vậy để làm gì làm như thế phú và nhà chồng tao càng có lý do để nói bọn tao này kia thì kệ mẹ chúng nó đi nhưng mà anh Luân đánh nó với lý do nó láo trước Thôi đi Anh ta cũng có ý đánh người ta Mới kiếm chuyện chứ Ừ Thì nghe mày bị nó đập đến nhập viện Anh Luân cũng nóng Nhưng mà hay tinh thần chó đó bị như vậy Tao khoái ghê đó mi Vừa cái tội hách dịch Nghĩ mình có tiện có quyền Sẽ không coi ai ra gì hết Nhưng ở đời mà Núi này cao thì có núi khác cao hơn Bây giờ xem ra chỉ có anh Lương là trị được nó thôi. Nghĩ tới cảnh nó bị anh Lương đánh, ta nói nó đã gì đâu đó. Còn Thư nó cười hô hố, tôi thì lo hắn sẽ gây sự với ba mẹ tôi, cho nên lấy điện thoại gọi cho ba mẹ. Nói rằng tôi sẽ ly hôn với Phú. Ba tôi gần như không tin vào tai mình, hỏi lại tôi. Còn nói cái gì thế mi Chuyện đang yên đang lành, sao lại ly hôn? Bọn con không hạnh phúc không tìm được tiếng nói chung. Anh ta đánh đập con rất nhiều lần, nhưng mà con đều nhìn nhục. Nhưng anh ta càng lúc càng làm tới, có nhân tình còn về nhà gây gỗ đánh con. Đêm qua còn ném nguyên cái bình hoa vào trán con, hiện tại con đang ở trong bệnh viện. Tan làm, ba ghé qua, bà sẽ thấy. bà tuổi tắt mấy, không đợi đến lúc tan làm mong đã đến ngay sau đó. bà thở dài nói. Vợ chồng nào mà không cãi nhau đánh nhau Bà với mẹ cũng cãi nhau suốt đó thôi Đã là vợ chồng thì không thể vì một chút mâu thuẫn mà bỏ nhau được Con nhìn đi Nhà chồng con quyền cao trước chồng biết bao nhiêu người muốn gả vậy đó Còn không được Đằng này con lại muốn ly hôn Con thư nó chen vào Có ai vô phước mới làm dâu nhà đó Ý mình giàu có rồi khinh người Không xem ai ra gì hết Họ cũng đâu có ưa hà mi suốt ngày móc mỉa chê bai nó. Nói chung, nó ở đó không có hạnh phúc gì cả. Đáng ra nên giải tán từ lâu rồi, chứ không phải hôm nay đâu chú ạ. À. Nhà người ta gia giáo nên hơi khó tính một chút, chứ làm gì như con nói. Chú hỏi con Bi đi rồi biết, nó ở đó còn thua cả con chó, chứ không có sùng sướng như chú nói đâu. Thằng Phú thì gia trưởng, ích kỷ, vũ phu, bồ bịch vô lý còn ba mẹ chồng đó thì khinh thường con bi không có xuất thân như chị dâu kia thử hỏi một nơi như thế sống ở đó không chết dần chết mòn mới lạ đó chú ạ à. ba tôi vẫn không tin phú là một người như thế con thư tức quá lấy mấy tờ giám định vết thương đưa cho ba tôi xem đây chú xem đi đây là những lần nó đánh con gái chú phải nhập viện có xác nhận của bác sĩ đó còn vô số lần khác Đều có hình ảnh lưu trữ ở nhà con Nhìn những tờ giấy đó Nhìn những vết khâu trên trán tuổi Và nghe những gì con thư kể Mắt bà tuổi đỏ lên Phải quay mặt đi chỗ khác Lao đi nước mắt Rồi mới hỏi tôi Tại sao con không nói những điều này cho ba mẹ biết Sao con khờ vậy hả mi Mũi tôi cũng bắt đầu cay cay Lúc này thực sự không thể gồng gánh nổi nữa nước mắt cứ thế ướt đẫm khuôn mặt. Anh ta hâm dọa con, nếu con dám ly hôn với anh ta, anh ta sẽ không tha cho cả nhà mình, sẽ làm cho nhà mình phá sản, làm cho hai em của con hư hỏng. Nên con cam chịu, chỉ mong nhà mình bình yên. Nhưng đến giây phút này, cô không chịu nổi nữa. Những trận đòn của anh ta ngày càng gây gắt và vô cớ. Ba, con muốn ly hôn với anh ta. Nói xong tôi khóc òa lên Bà ôm lấy tôi Bà không nói Chỉ lặng lẽ chút tấm lưng Đàn nước lên theo tiếng khóc Mãi một lúc sau đó mới nói Bằng giọng đặc quánh Có lẽ bà cũng đang khóc Bỏ hết đi con Về với bà Về nhà của chúng ta Nhưng con sợ lắm ba ơi Anh ta sẽ không để chúng ta yên đâu Con cứ mặc kệ đi Con mất hết tài sản bà cũng không để con gái bà chịu khổ nữa bà ở đó với tôi thêm một lúc nữa thì ba chồng tôi đến nhìn thấy thồng già bà tôi không còn bồ dạng cung kính như trước mà nói luôn anh xem con trai của anh đánh con gái tôi như thế này anh thấy có được không chứ nếu bình thường thì tôi có mơ cũng không có chuyện ba chồng đến tận đây thăm tôi chẳng qua bây giờ tôi còn giá trị lợi dụng Đệ đồng mới hạ mình xin lỗi ba tôi và cả tôi Đói sẽ rầy lá con mình Không để chuyện như vậy xảy ra Tôi nghe thì cười trong lòng Từ cái ngày ông nói với Phú Sẵn sàng đem tôi ra Để đổi lấy bản hợp đồng kia Thì tôi đã kinh tởm ông ấy Kinh tởm những người mang danh trí thức Nhưng bản chất lại bẩn thiểu Còn hơn cả rác rưỡi Cha thì bất chấp mọi thủ đoạn Con trai lớn thì tam quan lệch lạc muốn có con với em dâu. Con trai giữa thì vũ phu, ghen tù mù quáng Càng nghĩ không hiểu nghị lực đâu mà mình đã chịu đựng hơn 3 năm qua. Chiều đó tôi được bác sĩ cho xuất viện Bà muốn tôi về nhà, nhưng bà chồng tôi không đồng ý. Ông cam đoạn, phố sẽ không làm gì tôi. Lúc ấy bà của tôi nói rất lớn. Còn tôi thì tôi bảo vệ. Tôi không tin ai hết bà dứt khoát đưa tôi về nhà mẹ thấy tôi như thế thì khóc hết nước mắt kêu trời kêu đất chỉ không nghĩ đứa con gái duy nhất của mình lại khổ sở như thế tôi lau nước mắt cho mẹ gượng cười nói bây giờ con về rồi mẹ phải mừng vì con sắp thoát khỏi những đau khổ đó chứ mẹ đừng khóc nữa mẹ nín đi mẹ lo sợ hỏi nhưng mà biết nó có chịu ly hôn với con không con đã nói chuyện với nó chưa? Con Thư nói giọng dào. Bây giờ mà nói, chắc nó đang què chân, cũng bỏ qua dị đó. Là sao? vì không hiểu. Bộ nó bị làm sao hả? Bị anh Lương đánh gần chết. Lương? Lương nào? Không lẽ là... Con Thư biết bản thân lỡ lời, nên né tránh câu hỏi của mẹ tôi. Còn ba tôi thì tiếp tục hỏi lần mà con thư nói là ai. Đến nước này thì con cũng nói thật cho chú với dì biết Anh Luân là người yêu cũ của con mi Sáng nay anh ấy Đã đánh thằng khốn nạn phú một trận tơi bời luôn Bà tuổi trao bậy Nhằn trắng Mắt hơi nhiều lại Ánh mắt nhìn xa xăm Nghĩ ngợi gì đó rồi hỏi Cái thằng ấy chán sống rồi hay sao Mà đi đánh thằng phú còn thư tuôn lì một trạng Bây giờ thời thế thay đổi rồi chú à Anh luôn bây giờ không còn là đặng thành Luân bồ côi Không cha không mẹ như năm đó nữa đâu Anh ấy tìm được ba mình rồi Là một tỷ phú bên Mỹ Hiện tại cả nhà thằng Phú đang định nó Để được anh Luân làm ăn cùng Cho nên đánh mấy lần rồi Mà đố nhà thằng Phú dám ho he Cái gì? Con của tỷ phú người Mỹ Không thể nào Mặt mũi đó trông có giống người mỹ đâu con cũng không rõ chỉ biết hiện tại anh ấy là con trai tỷ phú người mỹ chắc chú cũng đã nghe qua tỷ phú john đúng không đây để con mở cho chú coi đó chú thấy chưa chú chưa gặp bao giờ hết giàu lắm chú ơi tỷ phú mà lại cuộc đời đúng là không ngờ được chuyện gì hết mới năm nào chỉ là một thằng mồ côi ai cũng coi thường khinh rẻ Đụng một cái lại thành con trai tỷ phú Một bước lên mây Bây giờ đố thằng nào dám đụng Đến cái tập đoàn phong vân lớn thế kia Còn nể mặt anh ấy Bà nhìn tôi Bằng ánh mắt rất lạ Rồi hỏi Có phải gì nó Mà con muốn ly dị thằng Phú không mi Tôi lắc đầu lia lịa Không phải đâu ba Chuyện này không liên quan đến anh Lương Giả lại người ta đã có vợ có con bà nghĩ như thế là không đúng đâu. ừ, vậy con định bao giờ nói với đàn phú chuyện ly hôn? Con đang giờ luật sư hoàn tất một số giấy tờ, xong xuôi con mới nói với hắn ta, con định dùng bằng chứng hắn đã bạo hành con để hắn thuận tình ly hôn. vì hắn rất xem trọng sĩ diện. cái còn lo nhất là chuyện làm ăn nhà mình chắc chắn ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. bà. Bà phải có sự chuẩn bị Trước giờ con cũng có để riêng được một số tiền Cần thì bà cứ nói với con Được rồi con cứ nghỉ ngơi đi Những chuyện khác cứ giao cho bà Con thư ở thêm một chút nữa thì về Tôi nằm trong căn phòng lúc trước của mình Suy nghĩ về ngày mai Về chặng đường trong gai sắp tới Sẽ phải đối diện Cả phú và cả nhà anh ta Đều là những kẻ sĩ diện Bị tôi đòi ly hôn chắc chắn họ sẽ rất sốc và không tin có một ngày tôi dám ly hôn với phú từ bỏ danh xưng con dầu hào môn mà bao người mơ ước khẽ thở dài thì phú gọi đến tôi hít một hơi thật sâu mới bấm vào phím màu xanh alo về nhà ngay tôi đang ở nhà ba mẹ tao bảo mày về ngay về để anh đánh tôi sao Tao hỏi mày lần cuối Mày có về hay không Hay là để tao cho người sang dỡ luôn cái nhà của ba mẹ mày đây Dù có hơi ruông Nhưng tôi vẫn ráng điềm tĩnh đáp Anh muốn làm gì Tôi cũng không cản được Tôi chỉ nói một câu Đêm nay anh hãy bình tĩnh mà suy nghĩ lại mọi chuyện xem Hơn bà nằm lấy nhau Anh đối xử với tôi thế nào Nếu như hôm qua dì rút không giàu, Có phải anh đã giết chết tôi hay không vì mày đú đỡ với thằng chó đó tao đoán đúng quá mấy năm qua trong đầu mày vẫn tơ tưởng đến thằng chó đó bây giờ thấy nó trở về mày muốn nối lại tình xưa phải không đồ đàn bà mất nết nếu nhìn nghĩ tôi là loại đàn bà hư hỏng như thế vậy thì chúng ta ly hôn đi có lẽ là quá bất ngờ hay sao mà sau đó phải mất hơn chục giây thì phú mới hỏi lại tôi cái gì? Vừa nói cái gì? Tôi hít một hơi thật sâu và nói. Chúng ta ly hôn đi. Trong điện thoại, tôi có thể nghe phố cười thành tiếng. Gan của mày càng lúc càng lớn rồi đó. Là thằng chó đó suối mày về ly hôn để chúng mày thoải mái đến với dầu không cần lén lút nữa chứ gì. Trong đầu của anh, lúc nào cũng nghĩ tôi xấu xa, thấp hèn và hư hỏng như thế thì hôn nhân này làm sao có hạnh phúc thôi thôi mày không cần phải nói nhiều đâu tao không đồng ý mày đừng có chọc điên tao thì không có kết quả tốt đẹp đâu ngay bây giờ tao yêu cầu mày về nhà ngay lập tức tôi không về sức chịu đựng của tao kém lắm tao mà sang đó thì mày xác định đó tùy anh tôi nói xong rồi tôi tắt máy đây Thực ra tôi biết chắc chắn một điều Phú sẽ không dám sang nhà tôi với bộ dạng hiện tại. Anh ta ưa sĩ diện. Như vậy dĩ nhiên là không muốn để người khác biết mình vừa bị đánh xong. Nhưng không sang nhà tôi thì cũng không có nghĩa anh ta sẽ không làm gì. Chỉ mong cuộc đời đừng bạc đại tôi. Nửa đời sau có một chốn bình yên. Đúng là hôm đó Phú không bỏ qua. Nhưng hắn nhắn tình hâm dọa tôi đủ kiểu Nói tôi mà không về xin lỗi hắn Thì hắn sẽ khiến tôi phải hối hận Sống dở chết dở Cả nhà tôi sẽ lâm ly bi đát Công ty của bà tôi sẽ phá sản Nhiều lắm Hàng chục tin nhắn được gửi đến Cùng những lời lẽ thô tục Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài đào mạo Bảnh bao của hắn Mỗi tin nhắn hắn gửi đến Tôi đều chụp màn hình lại hết Vì nó cũng là một bằng chứng có lợi cho tôi Nếu như ra tòa sáng hôm sau tôi ra khỏi phòng với hai mí mắt nặng trĩu vì mất ngủ bà nội tôi bị bệnh nên không ai dám nói cho nội biết chuyện tôi và phú nhưng bà là người đi trước thấy tôi ở đây hôm qua đến nay lại thêm tráng khâu mấy mũi thì cũng đoán được vợ chồng có trục trặc bà khuyên tôi về nhà không phải cứ cãi nhau là bỏ về nhà mẹ đẻ như thế thì không được tôi ôm cánh tay của bà và nói con ở đây chơi vài hôm rồi con về dù sao về nhà cũng không có làm gì hết biết thế nhưng mà cũng nên về đi con ạ à. bên kia nhà người ta danh giá con bỏ đi thế này họ sẽ đánh giá là chúng ta không biết dạy con dạy cháu đó đội đừng lo hôm qua cả ba chồng con cũng cho con về nữa thôi ở một hôm nữa thôi mai con về đi dạ vì bị thương nên tôi không có đi làm Lo lắng nhìn ba sách cặp đến công ty Không biết tên Phú sẽ dở trò gì Trong lòng cứ thấp thởm lo âu Ra ra dào dào Tay cầm cái điện thoại không buông Tôi gọi cho dì Trúc Thì dì ấy nói Phú đang ở nhà chứ không đi làm Dì còn nói đêm qua anh ta Đập phá đồ đạc trong phòng Dở tan tành Sáng nay lúc anh ta ràng sáng Thì dì ấy vào dọn dẹp Xong xuôi anh ta trở lại phòng thì dì trúc cũng không biết dạ nếu như anh ta có đồng tính gì thì dì gọi cho tôi nhé dạ mà cô đã quyết định rồi sao tôi đã suy nghĩ kỹ chỉ mong mọi sự thuận lợi nhanh chóng ly hôn thôi dì ạ à? đang nói thì dì trúc bảo có người ấn chuông nên dì ấy cũng tắt máy do lo lắng quá mức mà tôi quên mất chuyện nhà cốt cam Sực nhớ ra liền bấm vào camera trong phòng Mà đợt trước tôi đã nhờ con Thư đi mua Lắp vào khung ảnh để giấu Phú Qua màn hình tôi thấy Phú đang ngồi trên giường Trên tay cầm cái điện thoại Ánh mắt trầm tư Dường như, như hắn đang suy nghĩ một điều gì đó Sau đó thì bấm gọi cho ai đó Đồng thời điện thoại của tôi cũng reo lên Thì ra hắn gọi cho tôi Tôi vừa đặt lên tay Còn chưa kịp nói Thì Phú đã chửi một tràng dài yêu cầu tôi phải về nhà ngay tôi vẫn kiên quyết trước quyết định của bản thân bây giờ mà tôi về đó dù phố có đang bị thương ở tay hắn cũng sẽ đánh tôi ra bả tao hỏi mày lần cuối mày có về đây xin lỗi tao không đừng có thách thức sự kiên nhẫn của tao tao mà điên lên thì mày đừng có trách tao ác tôi không có lỗi việc gì phải xin lỗi anh người có lỗi là anh kẻ ngoại tình là anh kẻ đánh tôi cũng là anh đến giờ phút này tôi không thể nào chịu nổi sự vô lý cũng như bản chất vũ phu của anh vũ ly hôn đi giải thoát cho nhau đi không bao giờ dù có ly hôn cũng là tao nói chứ không phải mày trong hôm nay mày không về tao sẽ cho cái công ty quen của ba mày bốc hơi cho mày biết thế nào là lễ độ mày biết tính tao rồi đó tao nói được là sẽ làm được đó vậy thì tôi cũng nói cho anh biết những lần anh bạo hành tôi Tôi đều chụp ảnh và quay video làm bằng chứng Và cả những lần anh đánh tôi phải nhập viện Tôi đều yêu cầu bác sĩ phải giám định vết thương Đóng mốc đỏ Cùng tất cả những lời hăm dọa của anh Tôi đều ghi âm lại hết Anh mà dám động đến nhà tôi Tôi sẽ tung hết những bằng chứng này lên mạng xã hội và báo chí Để tôi xem Ai mất mặt hơn ai Đường đường là thiếu gia của một tập đoàn lớn như phong vân Cào ráo, đẹp trai, đạo mạo Nhưng lại là một kẻ vũ phu bùa bịch lăng nhăn, đánh vợ không đương tay bắt vợ quỳ như thời phong kiến lại còn định dùng tiền để mua giải cho nhân tình à lại còn bị vô sinh nữa chứ tôi không dám tưởng tượng những tin tức này mà đăng lên thì anh và nhà anh sẽ như thế nào đó Phú ú ớ không nói ra câu hoàn chỉnh mày mày cô khốn cô khốn nạn nhà mày sao mày dám tôi cười đáp anh mà làm bậy Thì chúng ta cùng chết chung Anh nên nhớ Con dùng xéo quá cũng quặng Tôi cũng là con người Che nghép tôi quá Tôi bắt buộc phải phản kháng Mày Mày được lắm Mày giỏi lắm Tao đánh giá thấp mày rồi đó Mày giỏi lắm Phu tác mấy Tôi bấm vào kiểm tra thì thấy mẹ anh ta đang đi vào phòng. Do tôi nhờ con Thư mua loại camera cao cấp nên âm thanh lớn người đánh đều vô cùng sắc nét, rõ ràng. Tôi nghe mẹ chồng mình hỏi hàng Phú làm sao, còn Phú thì mặt đỏ phường phường, do tức giận vì bị tôi bật lại. Cô ta đòi ly hôn. Cái gì chứ? Nó dám đòi ly hôn chứ con? Không thể nào đâu. Nó không có lá gạn đó đâu. Thế bà có đó. Vậy con định làm thế nào? Hay là ly hôn nó đi, Mẹ sẽ tìm cho con một đứa con gái khác Mồm đằng hồ đối Cần đết gì nó Mẹ cứ kệ con đi Mẹ về đi Ờ cái thằng này Mẹ mới sang thăm mà đuổi mẹ về là thế nào Để mẹ xem Con Sơn có nhiều không Tiền sự cái thằng khốn nạn Đánh con bà thế này Mẹ phải Phú cao có quát mẹ mình Con đã bảo không sao Mẹ về đi cho con nhờ Nói mãi điếc hết cả tai đi Nhưng mà Trước ánh mắt bực bội của quý tử Mẹ chồng tôi thở ra Rồi rồi mẹ về đây Con nghỉ ngơi đi Bà lấy cái túi sách đi ra Dặn dò dì Trúc Chăm sóc cho Phú cẩn thận rồi về Nhưng không phải là về nhà bà Mà là gọi cho tôi Hẹn tôi ra ngoài nói chuyện Chứ không hề có ý sang đây thăm hỏi tôi dù bà biết tôi bị phú đánh cho nhập viện Sắp tới cũng đã ly hôn Tôi cũng không nhân dượng nói luôn Chắc mẹ cũng biết Anh Phú chọi bình hoa vào đầu con Khiến con phải nhập viện Không mấy mũi đúng không Bây giờ người ngợm con thế này Con không thể ra ngoài được Có chuyện gì thì mẹ cứ nói qua điện thoại Hoặc là sang nhà ba mẹ con Con đang ở bên đây Bởi người ta nói Khát máu tanh giọng Bà ghét tôi thì luôn mặc định Tất cả mọi lỗi lầm đều từ tôi mà ra Chứ con trai bà thì hoàn toàn đúng Cô phải làm sao Thì nó mới đánh cô Chứ tự nhiên nó lôi cô ra mà đánh cô sao <laughs> Cái loại người suốt ngày Đóng với người này người kia Diễn cặp với người khác Đến tôi tôi còn chướng mắt nữa là thằng Phú Chắc là lại đông đưa với thằng nào Rồi mới bị đòn chứ gì con không làm gì sai hết. Con đi ăn với bạn bè và có gặp đối tác thì anh Phú đánh con. Mà rõ ràng là mẹ biết chính ba yêu cầu con làm như thế. Chẳng lẽ ý mẹ là ba dung túng cho con cấm sừng anh Phú? Hay ba chính là người dẻ đường cho hưu chạy đấy hả mẹ? Cô, cô được lắm. Bây giờ thì loại cái bản chất của cô ra rồi nhé. Có con dâu nào mà mẹ chồng nói một câu cãi lại mười câu như cô không? Đã lăn loạn, trắc nết còn mất dạy đó Tôi cười nhạt đáp Từ hồi ba mẹ cưới con Chanh Phú Con chưa làm gì có lỗi với nhà mình và chồng con hết Nên mẹ nói con lan loạn Trắc nết Là đang vu khống và xúc phạm con đó Con không làm gì hổ thẹn với lương tâm Nhưng mẹ và anh Phước Thì có đó Nếu như chị Mai mà biết mẹ và anh Phước Bảo con hiến trứng Chanh Phước Thì cảm nhận của chị ấy Sẽ như thế nào đi mẹ gì Mẹ chồng tôi tức xì khói Bà chửi đóng lên rồi tắt máy Tôi cũng mặc kệ Ngày trước tôi còn ở chung Còn làm dâu Nên một điều nhịn chính điều lành Bây giờ chẳng có lý do gì để nhịn bà ấy Muốn tranh luận Thì tôi đây tranh luận đến cùng Buổi chiều tối Tôi phụ mẹ nấu cơm Nhưng mẹ không cho Mẹ cứ bắt tôi nằm cho khỏe Con ổn mà Với cả làm cho tay chân hoạt động Chứ nằm một chỗ chán lắm Thế thì nhặt rau cho mẹ đi Hôm nay mẹ nấu mấy món còn thích Đợi chỗ kia lành hẳn Mẹ sẽ làm gà hấp cho ăn Bây giờ mà ăn gà Hải sản là bị ngứa với lùi thịt lên đó Dạ À Thằng Phú có gọi cho con không Có Anh ta gọi bảo con về Nhưng mà con không về Con nói muốn ly hôn rồi nó bảo sao hả con Anh ta không chịu Còn ham dọa nọ kia Nhưng từ lâu con đã có sự chuẩn bị Những bằng chứng anh ta bạo hành con Với cả Anh ta bị vô sinh mẹ Thảo nào mấy năm nay Bọn con không có kế hoạch Nhưng mà không có động tính gì hết Nhưng mà như vậy cũng tốt Không có con cái Không ràng buộc được nhau Mẹ tôi cũng bất ngờ với chuyện Phú bị vô sinh trước giờ bà toàn lo tôi làm sao nên mãi chưa chữa đẻ thì ra là nguyên nhân từ phú hai mẹ con vừa nấu cơm vừa nói chuyện đến khi ba tôi đi làm trở về sắc mặt ông vừa nhìn đã thấy không tốt đợi ăn cơm xong tôi hỏi thì bà nói đúng như chúng tôi dự đoán phú làm khó dễ đòi rút hết số tiền mà anh ta đã đầu tư với cả khách hàng từ trước đang làm ăn bình thường thì hôm nay cũng có ý dừng hợp tác Dĩ nhiên tôi và ba hiểu Đầu dây mối nhờ là ai Anh ta đầu tư có nhiều không ba Con số hiện tại là bao nhiêu Nhiều lắm con Tiền đầu tư giàu thì mua máy móc thiết bị Và tỷ tỷ các chi phí khác Bây giờ đòi lại thì tiền đâu mà trả một lần chứ Ba cứ thống kê đi Mấy năm nay con cũng đã dành dụm được một số tiền Chút nữa con kêu con thư đem qua đưa cho ba Thằng Phú Có biết con có tiền không? Dạ không Tiền riêng con đi sự kiện Với cả quầy quảng cáo Nên anh ta không biết gì hết Nếu không đủ Thì con có hai mảnh đất ở nhà bè Cần thiết thì con sẽ nhờ người bán Giá của hai mảnh trên dưới 5 tỷ Bà cứ sòng phẳng với anh ta đi Bà nhìn tôi Nước mắt sưng sưng Làm cha làm mẹ đã không lo được cho con cái, còn để con cái liên lụy, lo lắng ngược lại. Thật tình ba xấu hổ quá. Nếu không chỉ cái nhà này, con cũng không phải chịu khổ mấy năm qua. Tôi cố gắng cười an ủi ba, chứ thật ra mũi cũng đã cay xẻ. Ba nói gì vậy? Con ơn ba mẹ nuôi nấng con bao nhiêu năm, chút tiền bạc này có là gì đâu. Không có ba mẹ thì làm sao có con. Với con, ba mẹ là trên hết. cậu bé này, con thực sự quá hiểu chuyện, nhưng càng hiểu chuyện lại càng thiệt thoại. Nếu như không có chuyện kia, thì con gái của bà còn chịu khổ bao nhiêu nữa đây? Thôi mà ba, con không sao đâu, qua hết rồi. Bây giờ chúng ta cần mạnh mẽ, kiên cường, để xem Phú còn dở trò gì nữa. Ừ, chúng ta phải cố lên. Khoảnh khắc ấy, mới thực sự là một gia đình mọi chuyện không đơn giản ở việc phú đòi rút vốn đầu tư hắn ta cậy quyền thế và các mối quan hệ xã hội của mình gây khó khăn cho ba tôi rất nhiều khách hàng cũng lần lượt làm khó ba tôi với các lý do mà trước nay chưa từng có tuy nhiên chúng tôi đã suy đoán những chuyện đó là phú làm chứ không có bằng chứng nên không thể làm gì hắn ta qua mấy ngày như thế công ty của ba tôi càng lúc càng khó khăn lại thêm bị đoàn thanh tra gửi công văn sẽ kiểm tra gì đó tôi gọi cho phú nhưng anh ta không bắt máy tôi phải gọi rất nhiều lần thì anh ta mới chịu nói chuyện với tôi cái gì tôi gọi để nói về chuyện ly hôn tao đã nói sẽ không ly hôn mày thích thì mày tự bà đi lên tòa đi tao bận lắm đừng có làm phiền tao bận cho người đi phá công việc của ba tôi sao anh phú mình là đàn ông có thể nào sống đúng giới tính được không người ta nói đàn ông là trang nam tự hán đại trừ phu đầu đội trời chân đạp đất chỉ có đàn bà mới mưu mô và thâm hiểm thôi mày đang chửi xéo ai đó mày nói ai đàn bà đừng có tưởng có thằng chó đó chống lưng thì tao sợ chúng mày tao sẽ chống mắt lên xem chúng mày đắc ý được bao lâu cứ chờ đó đi phú dập máy thái độ vẫn đáng ghét như thế anh ta không ký đơn tôi cũng chẳng biết làm sao làm căng quá thì cũng không được mà nhỏ nhẹ thì phút càng làm tới Trần trừ thế này sẽ kéo dài lâu lắm nên tôi gọi cho luật sư hạ anh ấy nói hôm nay đến văn phòng anh ấy để làm việc cụ thể không nói qua điện thoại đến chiều thì tôi rủ con thư đi cùng luật sư hà là một luật sư giỏi nên văn phòng lúc nào cũng đông khách do tôi có hẹn từ trước nên anh ấy tiếp trước tôi nói rõ lại vấn đề hiện tại cho luật sư hà nghe xong thì anh ấy thở dài nói với tôi hôm qua anh nhận được một tin nhắn đe dọa nếu đứng ra làm luật sư đại diện cho em thì sẽ phá nát cái văn phòng luật sư đại của anh dĩ nhiên chúng ta đều biết rõ người đó là ai mà con thư nghe xong liên chửi thề. Mẹ kiếp, thằng khốn nạn đó, sao cứ ám mày thế mi? Rồi sao anh hạ, không lẽ đến anh cũng chịu thua nó sao? Luật sư Hà đáp. Tất nhiên là anh không sợ nó. Cái anh đang lo là chuyện ly hôn của cậu ấy và Hà mi sẽ rất lằng nhằng vì cậu ấy không hợp tác. Thế thì đăng lên mạng cho chết mẹ đó đi. Tôi lắc đầu không được đâu mày làm như thế hắn ta càng điên hơn mà bất chấp mọi thứ đó hà mi nói đúng nếu như chưa thật sự cần thiết thì không nên dùng đến biện pháp đó hiện tại chỉ dùng những bằng chứng đó để đe dọa cậu ta thôi một khi cậu ta mà điên lên thì chuyện gì cũng dám làm hết chúng ta cũng không có lợi lộc gì nhưng không lẽ cứ dùng dằn như vậy mãi thì bao giờ mới dứt khoát được chứ nếu là một người bình thường thì quá đơn giản Nhưng cậu Phú là người có thế lực Có cả một tập đoàn phong vân Chống lưng đằng sau Thì mọi chuyện sẽ rắc rối phiền phức hơn nhiều Không lẽ không có cách gì ly hôn được với hắn ta Luật sư Hà trả lời con thư Không phải là không có cách Mà sẽ kéo theo nhiều rắc rối Và người chịu thiệt thòi nhất là Hạ Mi Chắc chắn cậu ta Sẽ không để yên cho em ấy hoạt động nghệ thuật đâu anh vẫn giữ quan điểm cũ Là Hà Bi nên nói chuyện với cậu ta trước Chỉ cần cậu ta ký tên Mọi vấn đề về sau Anh sẽ lo hết Còn cậu ta cứ như vậy thì lằng nhằn mãi không xong đâu Mà em và gia đình cũng gặp nguy hiểm nữa. Phòng vườn Quen biết rất rộng Một mình em không thể đấu lại họ đâu Trừ khi có ai đó Tầm cỡ hơn họ chịu giúp đỡ chúng ta Tôi suy nghĩ suy nghĩ Có lẽ tôi sẽ nhờ đến chị Hoa và cả chủ tịch công ty của mình đang đầu quân. Hai người họ làm bên bản nghệ thuật, quen biết cũng không ít, biết đâu có thể giúp tôi trong chuyện này. Nhưng con thư lại lắc đầu. Không giúp được đâu. Mày quên là được vừa rồi còn bị thằng Phú nó hâm he, đòi cho con trà xanh kia đăng quang sao? Bọn họ phải đi cầu cứu. Bây giờ mày nghĩ sao mà họ giúp được mày chứ Hà mi Mơ sao? Theo tao đó, có một người chắc chắn giúp được mày chỉ cần mày mở lời thôi là ai cơ anh luân đó ba thằng phú còn sợ nữa là nó mày giờ anh ấy đi mày điên rồi hả nhưng nhờ người yêu cũ giúp mình ly hôn chồng hiện tại ai mà nghĩ tao ly hôn để qua lại với người cũ cách này không được đâu trời đất ơi liền với chả sĩ diện ai nói kệ mẹ đó đi miễn mình ly hôn giải thoát được thằng khốn đó mới quan trọng mày nghĩ kỹ đi chứ thầu thấy chả có việc gì phải sợ mi à người yêu cũ thì đã sao người yêu cũ sau khi chia tay mà vẫn làm bạn thì chứng tỏ quá văn minh chỉ sợ chia tay xong thì cạch mặt không nhìn nhau thôi Lực sư hà nói nếu cậu luân chịu giúp thì chuyện này sẽ đơn giản hơn rất nhiều đó hà mi không được đâu anh à phú đang ghen em và anh luân nếu như anh lương mà tham gia tham dự giàu thì phú càng có cơ sở nói em và anh lương tình cũ không rủ cũng tới nói là chuyện của nó quan trọng là em không có gì phải sợ hết tòa án và pháp luật đều dựa vào bằng chứng để giải quyết cậu ấy mà nói em với cậu lương quan hệ bất chính thì cậu ta và cả cậu lương sẽ kiện ngược lại cậu phú vì tội vu khống mà kiện cáo thì là nghề của anh những chuyện đó anh sẽ lo hết cứ mạnh dạn đi hà mi trong lúc tôi và luật sư hà đang thảo luận thì bạn thân kim trợ lý yêu dấu của tôi đã nhắn tin cho lương chị điện thoại ra cho tôi xem đây nè anh Lương nói anh không ngại gì cả anh ấy chỉ cần một lý do tôi hà mi dạ anh Lương đi nhưng mà tao vẫn thấy sao sao đó thưa ạ à. sao rằng gì chứ tao bấm phím gọi rồi đó đổ chuông rồi nè mau nghe đi nhanh lên con thư vội vàng đưa cái điện thoại vào tai tôi làm tôi cũng luống cuốn theo nó đồng thời cũng nghe trong điện thoại phát ra giọng nói của đặng thành luân cái giọng điệu vừa có chút cợt nhã vừa có chút phong tình nhưng cũng có sự quan tâm trong đó tôi nghe đây hoa hậu của tôi tôi ấp úng không biết nên nói thế nào con thư thì cứ đứng bên cạnh to nhỏ Nói đi, nói nhanh lên Tôi đói Anh... anh ăn cơm chưa? Con thư và luật sư Hạp phì cười Còn tôi thì lúng túng Không hiểu sao bản thân lại hỏi như thế Chỉ nghe bên đầu dây kia Đặng thành lương đáp Tôi chưa ăn Nếu như hoa hậu mời thì tôi đây Luôn sẵn lòng Còn thư nó nghi người vào điện thoại Để nghe thành lương nói gì đó thì tôi cứ ấp à ấp úng Nó giật luôn cái điện thoại Mà nói chuyện ra nấy Bọn nghe muốn mời anh đi ăn Tối nay 7 giờ Mình gặp nhau ở nhà hàng anh nhé Dạ em biết rồi Chào anh Đó Chỉ có thế thôi mà không dám nói Có ổn không Thư Sao tao thấy nó kỳ kỳ mày ơi Có phải cá đâu mà có kỳ có vậy Luật sư Hà anh đi với chúng em có được không anh trao đổi danh anh luân cũng dễ hơn được chứ vậy hẹn tối nay chúng ta gặp nhau ở nhà hàng nhé vậy quyết định như vậy đi chúng ta về nhà sửa soạn thôi hà mi nè đi thật à thư ờ cái con hâm này chả đi để mày bị cái thằng khốn nạn kia Dày dưa cả đời sao không bỏ nó sớm có ngày nó giết mày chết không phải lần nào cũng may mắn được giúp đỡ đâu con ạ à con thư kéo tôi ra về Vì tôi từ bệnh viện về nhà nên không có đem quần áo Con thư đưa tôi đi đến trung tâm thương mại Sắm sửa quần áo, giày dép Cái gì cũng bảo tôi thử Tôi cao mày nói Được rồi, chỉ là đi ăn thôi Mày làm như thế đi hẹn hò chẳng bằng đó Cái con này, mày đi nhờ giả người ta Chán mặt đẹp một chút Để người ta nhìn mình cũng vui mắt hơn Giả lại mày là hoa hậu đó hà mi Ra đường phải chỉnh chuông nhất có thể Không thể để ảnh hưởng đến hình ảnh của mày được Phải đẹp Nhất định phải luôn xinh đẹp biết chưa Nè Từ ngày gặp lại anh Luân Tao thấy mày nói nhiều ghê đó Thư Tao có cảm giác mày luôn đẩy thuyền cho chúng tao gặp nhau Ý mày là gì đây con kia Người ta có vợ có con rồi đó Đừng có dớ dẫn Tao không hiểu mày nói gì hết đó Đi vào thử đồ đi Nè, bộ này đẹp nè. Sau 2 tiếng thử đồ, thì chúng tôi cũng đã mua sắm xong quần áo và vài và dụng cụ trang điểm cơ bản. Con thư đưa tôi về nhà sửa soạn. Nó cũng về nhà chuẩn bị rồi quay lại đón tôi đến nhà hàng. Dọc đường tôi cứ thấy không được thoải mái. Ngày xưa, chính miệng tôi là người chia tay luôn. Tôi đã nói những lời rất rất không dễ nghe với anh. Bây giờ lại giác mặt đến để nhờ anh giúp đỡ ly hôn với chồng hiện tại. Thực tình... Đang nghĩ sẽ nói gì với nấy sao? Tao cứ thấy ngại thưa ạ. À, hồi đó, người chia tay cũng là tao. Bây giờ giác mặt đi nhờ. Chắc anh ấy khinh thường tao lắm. Hay là... hay là mình thôi đi. Đúng là nên thôi. Nhưng mà là thôi dây dưa ràng buộc với thằng khốn kia. Mày sợ cái gì chứ? Năm đó, mày có nỗi khổ vì gia đình chứ có phải tham sang phù khó đâu để đó tao sẽ nói rõ ràng cho anh luân hiểu đừng anh ấy có gia đình rồi những chuyện đã qua cứ cho qua đi đừng khơi gợi lại làm gì hết tao sợ ảnh hưởng đến vợ chồng anh ấy con thư không đáp mà chạy thẳng đến nhà hàng nơi này được thiết kế theo hướng cổ điển của châu âu không gian yên tĩnh và sang trọng với màu vàng trầm ấm tạo cho người đến cảm giác bình yên. Tôi và con thư đến thì luật sư Hà cũng đến ngay sau đó. Đặc biệt anh ấy còn đi cùng với Đặng Thành Luân. Hai người đi song song nhau, nhưng hai bộ dạng và phong thái vô cùng khác biệt. Có thể gọi là đối lập. Luật sư Hà bảnh bao trong bộ quần áo công sở, áo sơ mi cài kín mít, còn thắt luôn cái cà vạt địch sự. Bên cạnh là một đặng thành luân cao mét tám sáu, cũng mặc bộ đồ Tây Âu, nhưng chỉ cài mấy nút áo dưới. Những hàng nút trên thì phất phơ theo từng bước đi của anh. Còn cái áo vest bên ngoài cũng không cài lại. Nhưng thật lòng mà nói là nhìn rất hút mắt. dáng lường rất đẹp, không quá gầy cũng không quá béo, rất vừa dặn, lại thêm chiều cao lý tưởng, nên thành ra mặc cái gì cũng thấy đẹp. Người ta hay nói người đẹp gì lụa, riêng với đàn thành lương Tôi lại thấy bởi vì người đẹp Nên trang phục mới nổi bật theo Hai người đến lâu chưa Con thư trả lời luật sư hạ Bọn em mới đến thôi Nhưng mà sao hai anh đi chung thế À Bọn anh gặp nhau ở bãi đổ xe Ôi hôm nay hà mi xinh quá Con thư cũng dên mặt tự hào Hoa hậu của em mãi đỉnh Em nói đúng không anh Luân Đặng Thành Luân nhìn tôi Tia mắt đảo xuống bộ váy tôi đang mặc Rồi trả lời con thư Người xin Chưa hẳn đã là hoa hậu Nhưng đã là hoa hậu thì chắc chắn phải xin Con thư gật gù với người cùng chí hướng Chuẩn luôn Hạ mi là số một Tôi phì cười đáp Thôi đi Đừng có mèo khen mèo dài đuôi nữa Ờ Nói thật mà, các anh cũng thấy như vậy có đúng không? Nói một câu công bằng đi. Anh Hà, anh Luân. Luật sư Hà bảo. Hà mi xin mà. Nhắc đẹp trong trẻo thuần khiết, dịu dàng, đúng chuẩn phụ nữ Á Đông. Nói thật thì anh cũng rất thích phụ nữ dịu dàng như vậy. Còn cậu Luân thì sao? Đằng thành Luân lại nhìn tôi. Qua năm tháng, ánh mắt càng ngày càng thâm sâu hơn, khó suy đoán hơn và cũng xa cách hơn chúng tôi không còn là đôi tình nhân với những ước mơ hoài bão của tuổi mới lớn chúng tôi đã trưởng thành và cũng không còn có thể gọi nhau bằng những cách gọi thân thương, thương công chúa của anh người hùng của em thay vào đó chỉ là hai người dân đã từng quen biết đặng thành luân cùng mồi đáp tôi thì không có tiêu chuẩn nhất định hợp thì yêu thôi cũng phải yêu rồi thì không còn tiêu chuẩn nữa sau khi thức ăn được dọn ra chúng tôi ăn uống nói chuyện con thư đá đá chân tôi Hà Mỹ bảo tôi nói thấy tôi lưỡng được nó nói luôn anh luôn anh quen biết rộng anh giúp hà mi ly hôn với chồng nó có được không câu hỏi thẳng thường không chút rào đón của con thư làm tôi hơi sự người và xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào đằng thành Lương xem hiện tại khuôn mặt của anh ấy thế nào qua chừng chục giây mới nghe anh ấy nói Giúp là giúp thế nào đây? Mới vài ngày trước, Hoa hậu còn khẳng định với tôi Hôn nhân đang rất hạnh phúc và không hề hối hận kia mà Sao hôm nay lại có ý định ly hôn thế? Tôi từ từ ngẩng đầu lên nhìn Thành Luân Anh đang dõi mắt hướng về phía tôi mà nhắc lại câu nói Chính tôi đã nói hôm trước Hôn nhân nào mà không có mâu thuẫn Vợ chồng nào mà không có lúc cơm không lạnh, canh không ngọt. Có đúng không, hoa hậu? Tôi cứng họng, con thư liền giải thích. Nhưng mà cơm cháy đen rồi, giúp mẹ nó luôn đi anh ạ. À. Anh giúp bọn em giá yeah, anh Luân. Đặng Thành Luân cười, ngã người vào ghế, bộ dạng và phong thái của anh bây giờ cao cao, tài thượng, khiến người ta phải ngước nhìn anh. Anh có nói với con thư, giọng nói nửa đùa nửa thật. Thì chính chủ đã nói gì đâu chứ em Con thư khều khều tôi Thế là lúc này đầu lưỡi của tôi như đổ keo, cứng ngắt, không tài nào mà mở miệng được. Lúc trước bị phú đánh oan, vẫn có thể mở miệng ra nói những lời giả lả, quan tâm, hỏi hàng hắn ta. Tại sao có những sự thật lại khó nói đến như thế? Con thư hết khều rồi đá chân tôi, mà tôi không nói được gì mày thầy có luật sư hà lên tiếng nói đỡ dù này hà mi đã ủy quyền cho tôi nhưng theo tình trạng hiện tại thì thế lực của cậu phú quá mạnh mà cậu ấy lại không muốn ly hôn sợ rằng làm quá lên sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của hà mi lẫn gia đình em ấy cho nên nếu như cậu lương có thể giúp đỡ thì tốt quá đặng thành lương đưa bàn tay của mình ra dùng những ngón tay thon dài nâng ly rượu Khẽ lắc nhẹ nhưng không dội dàng uống mà nói Luật sư Hà đánh giá tôi quá cao rồi đó Tôi chỉ là một kẻ tập tính làm ăn Có quen biết ai đâu mà nói giúp đỡ chứ Giả lại chuyện này lấn cấn lắm Hoa hậu khẳng định mình rất hạnh phúc Luật sư và trợ lý lại nhờ tôi giúp hoa hậu ly hôn Lấn cấn thế này tôi khó nói chuyện lắm Chúng tôi đều là những người trưởng thành làm sao lại không hiểu đặng thành lương chính là đang muốn chính miệng tôi cầu xin anh giúp đỡ mà cũng chưa chắc là cầu xin anh có đồng ý hay không hay là lại là chuyện khác nữa nhưng mà đem ra so sánh giữa cầu xin đặng thành lương và sống một đời đầy nước mắt bên kẻ vũ phu như phú thì ít ra đặng thành lương vẫn tử tế hơn rất nhiều công thư và luật sư sau đó kéo nhau đi mất để lại hai chúng tôi ngồi với nhau trong không khí yên tĩnh. Đặng Thành Luân nâng ly rượu lên mời tôi, cứ thế hai chúng tôi im lặng uống nhiều ly liên tiếp. Đến khi đầu óc của tôi lần lần mới dám hít một hơi thật sâu. Bao dụng khí từ trước đến nay đều dồn hết vào câu nói. Tôi muốn ly hôn, nhưng thế lực của nhà chồng tôi quá mạnh, anh có thể giúp tôi được không? Đặng Thành Luân nghe xong thì cười nhẹ, Bàn tay dân dê lì thủy tình trong suốt mà đáp Tôi có lợi ích gì trong chuyện này? Tôi có thể hợp tác với anh ở các chiến dịch quảng cáo Hoặc giới thiệu cho anh những nơi đầu tư có thuận lợi Những cái đó tôi không thiếu Có gì đặc biệt hơn nữa không? Lưng nhìn tôi, ánh mắt của anh cuốn hết sự tự tin tôi vào trong vũ trụ ấy Chỉ còn lại sự hèn mọn, nhỏ bé trước anh không có. Đặng Thành Lương cười nửa môi đáp. Hoa hậu cũng kinh doanh, cũng phải hiểu không ai đi bỏ công làm những việc rỗi hơi cả. Tôi cũng vậy thôi. Những việc không có lợi tôi sẽ không làm. Tôi biết anh có thể hợp tác với rất nhiều người nổi tiếng, nhưng không phải tôi khoe khoang mà thời điểm hiện tại dù đã hết thời hạn đương nhiệm nhưng tôi đang là hoa hậu có giá trị thương mại cao nhất. Mỗi bài tôi đăng lên nền tảng xã hội để thu về lợi nhuận cho nhà đầu tư và thương hiệu hợp tác. Anh có thể suy nghĩ lại không? Nghe tôi nói như thế, Đặng Thành Luân chỉ cười nhạt, ung dung cho ly rượu vào miệng rồi nói tiếp. Bà tôi là tỷ phú, hoa hậu nghĩ những thứ đó tôi có mua được hay không? Tôi cứng họng, cúi thấp đầu thở hắt ra. Đặng Thành Luân không chịu dứt Mọi chuyện còn có nhiều rắc rối Chờ tôi đương đầu phía trước Phú và cả nhà anh ta Chắc chắn sẽ gây khó dễ Gây áp bức cho tôi Vừa mới nghĩ thôi mà ba tôi đã gọi đến Ông nói công ty tự nhiên bốc cháy May mà phát hiện được Không thiệt hại về người Nhưng hàng hóa bên trong đều hư hỏng rất nhiều Hiện tại ông đang ở đó Tôi nghe xong Thì dồi dàng đứng bật dậy Nói với Luân Tôi có việc gấp phải đi ngay Xin lỗi anh Đang gấp mà gọi cho con Thư thì không được Taxi cũng tự dưng không thấy chiếc nào Tôi luống cuốn định tìm xe ôm Thì Đặng Thành Luân xuất hiện trong con ô tô Phiên bản giới hạn của anh Lên xe Do gấp gáp nên tôi cũng đành lên xe của Luân Đã bao lâu rồi chúng tôi mới ngồi chung Trong một chiếc xe mà chỉ có hai người Hơn ba năm rồi, có phải không? Thời gian trôi qua thật dội dã Thế sự cũng chống đổi thay Mọi việc đã không còn giống như ngày xưa nữa Quý vị thân mến Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong Tập 6 của bộ truyện Trong lòng son Được viết bởi tác giả Diễm My Và để tiếp tục theo dõi Những diễn biến mới nhất của bộ truyện này Thì quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản Đó chính là những like Chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh Để cùng với Tú Quỳnh theo dõi nhé còn bây giờ thì Tốt Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối ngủ ngon giấc.